Trình Du xin kính chào quý khán thính giả của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại 57.3. Hôm nay Trình Du đến với quý vị trong một chương trình đặc biệt, rất là đặc biệt với chị Hồng Vân. Và trong phòng thấu hình ngày hôm nay, chúng tôi có sự hiện diện của chị Hồng Vân. Vân xin kính chào tất cả quý thính giả, khán giả của đài truyền hình BYN 57.3. Rất hân hạnh được gặp Trịnh Du. Chị em mình gặp nhau mấy tháng rồi mà. Dạ đúng rồi. Dạ thưa quý vị, đối với chị Hồng Vân này, tên tuổi của chị nếu không gặp mặt thì chúng ta không biết chị là ai rồi. Mà gặp mặt thì không biết rõ là chị là ở đâu. Sự thật trong lúc trước thì có thời gian chị ở Houston của chúng ta và trò chuyện là làm báo, nghệ sĩ, điện ảnh gì đó không chị Vân? Pháp kịch ảnh. Lúc đó như là em cũng kiếm quảng cáo dùm cho chị sao đó. Sau đó chị giờ qua bên Pháp lại. Vâng. 2007 chị về Pháp rồi. Là Pháp. Nhưng mà một năm thì chúng mình một lần chị qua lại thăm quê hương chung, quê xa chúng cũ. Tại vì nhưng mình đã cái nơi này cái là gọi là một nơi quê hương thứ ba của chị rồi. Cho nên chị đã sinh sống 10 năm ở đây và đã hoạt động vì thế cho nên tuy mình đã rời nước Mỹ, tuy mình rời Houston, nhưng lòng mình và tim mình vẫn còn ở Houston. Vì thế cho nên mỗi năm vẫn phải về để gặp lại những người bạn cũ. Thì cách đây khoảng chừng 5-3 tháng gì đó, chị đã làm một cái buổi văn nghệ già Vũ mà cũng có buổi hội thoại trên đây. Thì chị nói một năm chỉ có một lần, mà tình cờ cái bây giờ mùa Tết này thì chị qua nữa. Vậy thì trong mùa Tết này có gì đặc biệt chị có thể nói với quý đồng hương của chúng ta đây biết không ạ? Vâng, lẽ ra Hồng Vân tính ra là một năm mới qua một lần. Nhưng mà tại vì là nhiều người bạn cứ bảo Hồng Vân xong qua đấy ăn Tết cho nó vui. Đúng ra nơi Hồng Vân ở là Nice, thành thành phố biển cho ít người Việt Nam hơn là Paris. Cho nên là cũng buồn, cũng nhớ. Nhất là mùa Tết thì mình thấy Tết ở Nice chẳng có làm gì cả. Vì thế Hồng Vân mới quyết định là bay qua đây để ăn Tết chung với cộng đồng mình. Và khi Hồng Vân qua đây á, thì dĩ nhiên mà khi nghe tiếng Hồng Vân qua đó thì bạn bè rất là gọi điện thoại hỏi thăm và hỏi thế Hồng Vân qua có làm gì không? Tại vì lần nào Hồng Vân qua cũng như là đem mùa xuân qua bởi vì vui lắm. Gặp Hồng Vân là lúc nào cũng tổ chức những cái buổi sinh hoạt rồi này nọ cho nên là vì thế cho nên tại sao mình có cái show ngày hôm nay. Quý vị thấy không, không phải là mình mùa xuân mà nói về mùa xuân, mùa hè mà nóng nảy hay là mùa thu ướt át gì, gặp chị Hồng Vân là thấy mùa xuân đã tới rồi quý vị. Cảm ơn Trịnh Du, nhưng mà chị qua đây nhanh đâu có bằng Trịnh Du đâu. Chị mới thấy ở trên Facebook Trịnh Du đi đòi hạ lá cờ máu ở đâu đó, trường học nào đó. Mà mới đó chị mới trước khi ra khỏi nhà lái xe đến đây, rồi chạy đến đây thấy Trịnh Du rồi. Cho nên chị mới hỏi là tại sao mà hạ lẹ nhé. Bữa nay là không phải là em là người phỏng vấn chị mà đã là anh Thăng Long, nhưng mà anh tới không có được. Sự thật là vậy, thì sáng nay thì tụi em nghe cái tin là có một trường học ở khu 290 và là quét lý rồi chót có treo cờ Việt Cộng, thì cộng đồng báo với ủy ban đấu tranh chính trị tụi em có tới đó, coi tụi em có chụp hình và có thấy là cờ đó, thì tụi em có vào nói chuyện đàng hoàng với lại bà hiệu trưởng và bà phó hiệu trưởng, họ rất là vui vẻ và chung tụi em danh nghĩa cho biết là cờ máu là gì, cờ đỏ là gì, cờ Việt Nam là gì. Và anh đó là anh Trần Hùng, nghệ sĩ Trần Hùng tinh thật là quả là Winston Nguyễn, là một người trong ban đại diện cộng đồng, cũng là trong ban hội đồng chính trị của tụi em, thì ảnh là người coi như là leader trong ngày hôm nay, là ảnh là người gỡ cờ xuống và xin được giữ lá cờ đó. Tụi em tính xé nhưng mà cờ bằng ni lông, còn ni lông xé không được, tụi em về tụi em sẽ đốt sau, và người ta đã đồng ý là nhận cái lá cờ của mình và tụi em sẽ gửi cho họ những lá cờ cùng sai với trong trường để cho người ta treo cờ. Và kể từ ngày hôm nay tại trường học của Hoffman Middle School không còn treo cờ đỏ nữa. Cũng cảm ơn tất cả các anh em, các ông Trần Hùng, và cảm ơn chị đã nhớ em. Đúng rồi, nói thật quý vị, ở Houston này nhờ chị Du tiền mới có những cái phong trào như thế. Nói thật gì là tụi em là nhất định là không có để một lá cờ đỏ nào mà hiện diện trong trường học hay là trong cơ sở thương mại bằng đúng một cách tụi em và cách phải hạ xuống. Và cảm ơn quý đồng hương đã báo cho chúng tôi biết. Bây giờ trả lời chương trình của chị nè, chương trình của chị vào ngày nào, tháng nào, giờ nào chứ? Vâng, đúng rồi, tại vì Hồng Vân qua đây cũng như là gấp lắm, mới qua cái hơn một tuần thôi thì để ăn Tết ngay sát ngày Tết. Thành ra bạn bè cứ thấy như vậy mà tổ chức, nên là mình tổ chức nhân cái dịp Valentine. Cho nên là sau ngày Valentine thì Valentine năm nay nó tổ chức nó ở ngay giữa thứ năm, thì ngày 14 thứ năm hay sao đó. Cho nên Hồng Vân mới tổ chức ngày thứ sáu, quên thứ tư chứ. Cho nên tổ chức là ngày thứ sáu, 17 tháng 2. Valentine là ngày thứ ba. Thứ ba hả? Tức là giữa tuần. Cho nên là có thể làm trước và làm sau. Thì làm sau hay hơn. Tại vì là tại người ta lo ngày Valentine, người ta đi ăn với nhau rồi, âu yếm nhau rồi, thì sau đó mình có thì giờ nhưng mà có đi vào cái hội gì? Chương trình chỉ là single night thì đâu cần những cặp tình nhân đâu, những người mà đơn cô, những người đang thất tình, những người mà đang available alone gì đó,
em mà long tonight gì đó, có thể tới ngày thứ sáu này, đúng ngày rồi. Thứ sáu ngày 17 không? Tại vì em biết không, ở Pháp nó có những cái soirée nó gọi là soirée célibataire, có nghĩa là single night đó. Những người vào trong đó dù là những cặp tình nhân hay vợ chồng, nhiều khi họ cũng phải thay đổi một chút không khí để yêu nhau hơn chẳng hạn. Vào đó mình cứ nghĩ là mình là người độc thân đi, mình cứ cho là tạm độc thân trong đêm nay. Rồi cái show này đặc biệt cái nó hơi lạ, thì vì mọi năm Hồng Vân tổ chức đó, nó mỗi lần Hồng Vân có nhiều ID lắm, phải có làm gì nó lạ lạ một chút xíu cho người ta chơi cho vui. Như kỳ trước cũng có biểu diễn thì Trịnh Du cũng có rồi. Kỳ này mình break time thì mình không có làm biểu diễn nhảy đầm nữa, hay là mình DJ nó cũng buồn lắm. Thành ra Hồng Vân nghĩ ra là break time mình phải làm cái gì để cho ban nhạc nghỉ. Ban nhạc phải nghỉ 15-20 phút đúng không? Rồi, để mà giải lao. Thì cái giờ giải lao đó mình mới chế ra một cái trò chơi để cho người nào cũng là độc thân cả, thì mình sẽ bốc thăm để cho làm những cặp thành với những cặp mà không ngờ được, không ngờ thì được bất ngờ có thể hên xui gặp có cái người đó. Bốc trúng chị là chị bốc trúng có thể gặp một người đẹp, một người mập, người ốm, người gặp sao cũng được, miễn là mình làm một cặp để mình nhảy mấy bản nhạc ưng ý trong cái phần khách đó và sẽ được giải. Và cái giải rất là nhiều nha, 100 đồng tiền mặt, 100 đồng tiền mặt cộng với nước hoa Chanel hay là Christian Dior, rất là nhiều. Thành ra cái đó là món quà Hồng Vân đem từ Pháp qua. Mà Trịnh Du biết là nước hoa bên Pháp nó không phải giống như nước hoa bên đây. Tại vì nước hoa bên Pháp nó làm bằng cái hoa ở trên grass đó, thì là cái nước hoa đó bằng cái hoa của nước Pháp thật original, cho nên là nước hoa rất là thơm mà thơm rất là lâu. À, bên đây cũng Chanel, bên đây cũng Chanel, cũng Lancôme, nhưng mà cái nó Sulisang, cho nên là cái mùi nó giống như vậy, nhưng chỉ 5-10 phút, 15 phút nó thong thoảng rồi nó mất hết. Trong khi nước hoa bên Pháp nó cứ still longer, nó cứ nằm trong mình mãi, nhìn mình bôi ngày hôm nay, ngày mai vẫn còn. Ngày xưa mấy ông mà du học bên Pháp á, không chịu về, cứ thấy hoa, hoa bên Pháp, rồi mê mãn lấy vợ con đi đó luôn. Rất là nhiều người vậy. Chị nghĩ rằng là mình phải đem cái quà gì bên Pháp qua để làm làm kỷ niệm. Trên đây mình sẽ tổ chức cái cuộc chơi để mình chơi với nhau. Mà tại sao lại đại hội CTY em biết không? Đố Trịnh Du biết rồi. Đúng rồi, quay hỏi chị. Đố Trịnh Du biết CTY là gì? Sau khi chị nghỉ làm báo chí đó, thì chị lập ra một cái câu lạc bộ vui chơi là ca nhạc. CTY là trong tình yêu hay là cho tình yêu gì đó. Em nhớ có một lần em làm MC cho chị vui lắm. Thì là CTY nghĩa là gì? Đúng rồi. CTY ngày xưa ở Việt Nam đã có trong cái giới như là sinh viên học sinh đó, đã có cơ hội CTY nhưng mà nó chỉ hạn hẹp thôi. Cái làm cái cố này ở cho tình yêu, là có tình yêu hay là cần tình yêu đi. Nhưng mà bây giờ nó qua đây, chị Hồng Vân lập ra một cái hội này. Thế là mỗi người nghĩ rằng một câu bây giờ nó dài lắm, nó nhiều là cho tình yêu này, cần tình yêu này, chạy tình yêu này, cướp tình yêu này, cho tình yêu cho tôi yêu này, rồi chia tình yêu này, rất nhiều. Nếu mà ai nghĩ được cái gì, cái việc nghĩ thì trong nó có nhiều trường phái lắm. Có nhiều người bảo thôi tôi chán rồi, cho tôi yên đi cũng là đúng được, cho tôi yên cũng được. Chị nghĩ là cái này nó rất là vui. Mà cái hội này làm cái hội free member, có nghĩa là mình không phải đóng cái nhiệt liệu, không có đóng cái gì hết, cứ vào chơi. Mỗi lần Hồng Vân đến tổ chức là cứ việc vào chơi, có nội quy gì không? Không có gì, cứ vào chơi thích vui với nhau là mình gặp, mình get friend với nhau. Và có thể trong tương lai là mình có thể để cùng nhau để đi ngoại quốc, đi du lịch như Âu Châu chẳng hạn, như vậy đó, thì mình đi sẽ làm đó, mình sẽ làm những cái buổi như là những là đại hội CTY ở ngoại quốc, thì mình chơi với nhau để mình get, mình gặp những người bạn ở bên Pháp hay là bên Đức hay là bên Thụy Sĩ chẳng hạn. Vì thế cho nên Hồng Vân nghĩ rằng hội CTY là một hội cái là mình phải nói là mình cho tình yêu, yêu thương đi. Ai cần tình yêu, ai không giới hạn lứa tuổi. Không, ai cần 18 tình yêu lên được không? Cho tình yêu cũng được. 18 tuổi mới vào vũ trường được chứ. Rồi, 70 tuổi vẫn được phải không? Được, không giới hạn. Ông già trong gậy vô được không? 70 tuổi còn yêu là vẫn còn vào. Thì quý vị có thể là quý vị có thể tới sẵn cái dịp này thứ 6 ngày 17 tháng 2 vào lúc 9 mà 30 tối. Vâng. Ở lại đây đây mình giờ. Chị Hồng Vân làm chương trình là cũng đúng giờ hết, bởi vì là mình làm chương trình nó có rất nhiều mục. Vì thế cho nên là đêm nhạc tinh phòng nữa phòng gì vâng. Đầu nó đầu có, á là đầu nó đầu có nhiều là phần vâng phần đầu làm gì nè, phần đầu thì mình có nói về một chút kỷ niệm về và nhạc tình khúc của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín. Nguyễn hay quá, nhưng mà Trịnh Du biết tại sao Hồng Vân lại chọn nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín để nói chương trình nhiều, rất Việt Nam mình á rất là nhiều nhạc sĩ tình yêu từ xưa đến trước này ngày 95 thứ chín mà tại sao chị lại chọn ông Nguyễn Anh Chín? Ngày như là ông qua đời tháng 4 vừa rồi không chị? Đúng rồi. Tại vì rằng là kỳ vừa rồi á, kỳ vừa rồi Hồng Vân qua, Hồng Vân định làm tháng 10 một cái show nhạc là kỷ niệm về tình khúc Nguyễn Anh Chín riêng. Nhưng mà tại vì có một công chuyện rất khẩn cấp về bên Pháp, Hồng Vân phải đi về sớm trước một tháng, cho nên cái show đó không có Hồng Vân. Chứ kỳ này Hồng Vân nghĩ rằng là nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín trong cái buổi lễ mà gọi là nhân cái dịp Valentine mà nhân cái đại hội CTY cũng là cần tình yêu cho tình yêu, thì Hồng Vân nghĩ nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín là một nhạc sĩ có những cái bài nhạc tình khúc về tình yêu hay nhất.
Những tình khúc về của Nguyễn Đình Chín nhiều khi mình nghe nhiều lần mình không biết phải của ông không, như Đêm Nay Ai Đưa Em Về hay là Buồn Ơi Chào Mi, Tình Khúc Chiều Mưa. Không. Đó, không, không còn yêu em nữa. Không còn yêu em nữa, em ơi. Thì đó, Hồng Vân nghĩ rằng là mình phải nhắc lại một chút tình khúc của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín để mình nghĩ trong đêm nhạc này mình sẽ hát lại một vài tình khúc của Nguyễn Anh Chín để con tim mình thổn thức trước đi ăn. Sau đó mình mới chơi được phải không? Mà nếu mà có ai mà có quen biết hay là có một kỷ niệm nào sâu sắc với lại nhạc sĩ Nguyễn Chính, xin mời đấy. Đúng. Và kỷ niệm biểu kiến trong đêm đó. Kỷ niệm, bởi vì là mình sẽ nhắc lại những kỷ niệm với nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín. Với lại là đặc biệt đêm này những bản nhạc Nguyễn Anh Chín sẽ được trình bày những tiếng hát rất là lạ. Rất điêu, tuy vậy nhưng rất hay, rất điêu luyện. Chẳng hạn như Dương Như Nguyện, chắc em biết rồi. Dương Như Nguyện là một thẩm phán, là cô này, cô luật sư rất nổi tiếng, tài hoa, và cô đã học ở trường quốc gia âm nhạc, cô rất là giỏi. Nhưng cô sẽ trình bày nhạc phẩm Cô Đơn của Nguyễn Anh Chín. Đặc biệt phần thứ hai của cái bài đó cô sẽ dịch ra bằng lời Pháp và lời Mỹ. Tức là lần đầu tiên nhạc phẩm Cô Đơn được trình bày bằng ba thứ tiếng Việt, Pháp và Mỹ. Hay quá. Đó. Và có những tiếng hát của trong trường Trưng Vương, chị vẫn học Trưng Vương, thì có anh Đức Mỹ là một gọi là một ca sĩ của Trưng Vương ở Washington DC sẽ đến đây và trình bày một bản nhạc Nguyễn Anh Chín. Chị biết rằng Hiếu Tinh này có rất nhiều bà cựu học sinh Trưng Vương không? Vâng. Hôm đó sẽ có Trưng Vương đi rất nhiều. Má mẹ của Quốc Bình cũng xuất thân từ Trưng Vương cái gì? Chị biết chứ. Rồi đây là Phương Linh này, bao nhiêu bằng Nga đó, Dung. Bà Phương Linh của Nga Dung, Alpha Realtor đây là trên đài cũng vậy. Cái là rất nhiều mà Trưng Vương rất nổi tiếng. Trưng Vương mà giàu sang rất nổi tiếng. Chiều Vân nghèo thôi nhớ, như Vân khoái văn nghệ. Ông nói thật chị. Không, em đúng. Không ngờ đó, những người như thí dụ má mình đó là cựu sinh Trưng Vương. Nhiều lắm, tại vì chị Vân học Trưng Vương từ nhỏ, đến lúc ra trường luôn, học luật đó. Cho nên là Trưng Vương ở Cali và ở đây rất nhiều. Khi Vân qua đây thì cũng được những bạn Trưng Vương ủng hộ. Vì thế đêm đó rất nhiều Trưng Vương đến cũng sáng để chơi. Những cô nào, những má nào, đối với em là những má nào đó, những chị nào, những má nào mà trong cựu nữ sinh Trưng Vương mà lâu quá không gặp, đến đây gặp bạn chị Hồng Vân hoặc là lâu có gặp những người bạn trong trường cũ đến đêm ngày đêm thứ sáu 17 tháng 2 này chính giờ tối ở tại Diamond Club để có thể gặp nhau. Có thể gặp nhau lần cuối nữa chị. Tại sao lần năm lần cuối gặp ngoài tuổi cao là chị xin lỗi chết xin lỗi gẹo xin lỗi gẹo với má quá. Bây giờ mình trở lại chương trình nè, khi mình bốc thăm á là lỡ đàn ông bóc đàn ông nam, bóc cái nam nữ, bóc cái nữ sao? Cái này là chị sắp xếp riêng phải không? Cái này là vui mà. Cái này là cũng như là đàn ông chỉ có số chẵn, đàn bà để số lẻ chẳng hạn như thế. Thì khi mình bốc một người lên đứng trước, rồi sau mình bốc thêm một cô nữa đứng lên sau để gấp làm một nhưng cặp. Nếu mà cô đó thấy chẳng xấu trai quá, cô đâu chịu sao? Chị cũng chịu thôi, đi vào khỏi thi, khỏi ăn tiền. Rồi anh chàng phải không, bốc cái số khác. Tại vì không. Lên đó phải chấp nhận cái cặp đó mà nhiều khi cô này biết nhảy mà ông này không biết nhảy và ông này biết nhảy mà cô này không biết nhảy thì mình cứ dáng làm một cặp dáng đưa cho nó xong cái nói lên mà thấy lỡ như là thì ông đi vào thì kẻ thù truyền kiếp nặng năm hay là gặp người yêu cũ người ta không muốn gặp lại rồi người ta bỏ ta ra xuống là hai người xuống hết trơn cái sao xuống hết thì thôi thì khỏi thi khỏi ăn tiền chứ tội nghiệp với người mà muốn mà không được không mình sẽ bốc chứ mình sẽ bốc thế cặp để mình cả như là người nào mà ở lại đến phút chót cái trong cái pack thai đó ở lại phút chót còn nhảy với nhau ăn ý đến phút chót thì người được giải tại vì là nếu mà có nhiều người vào người ta không nhảy quen cái cặp cái ông này ông gặp cái cô này không nhảy được như là đưa không được thì đi vào thì là như bỏ cuộc rồi thì mình chơi vui mà. Nhưng ai là những người giám khảo trong cái khi mà gia vũ á? Ở trong đó có mấy vũ sư. À đúng rồi, em nhớ rồi. Chị thực ra rất nhiều vũ sư. Có vũ sư thì cũng có nhiều người cũng như là hạn chủ Diamond cũng có thể làm làm giám khảo được bởi vì mình cứ nhìn nhau là không, cái này không phải là chấm thi đẹp nha. Cái này đặc biệt không phải là thi khiêu vũ đẹp mà không phải là nhảy đẹp đâu, chỉ nhảy là hai người ăn ý với nhau thôi, cái là rồi, không cần fantasy gì cả. Như là bebop là phải ra điệu. Không cần cho là phải điệu. Không cần fantasy. Là phải điệu. Đúng. Không silo không phải điệu. Silo là không có rồi đó. Không có rồi. Vì silo kỳ quá, chơi rumba. À, rumba ba tango thì mình đưa với nhau đúng điệu thôi chứ không bắt phải là nhảy không cần là phải nhảy fantasy nhảy classic cũng được cái đó là mình dễ dàng thì mình không phải là thi nhảy đẹp nó cũng dễ phải dễ nha để em xin phép bà xã được cho đi không ấy xin rồi chơi luôn một đêm có sao đâu
là ai đó quay phim gặp cô nào quá đẹp đi, rồi quay phim cái chết một đêm luôn. Là, một đêm mà nếu mà người nào hai người xin lipate hết, biết đâu đó là một mối duyên phải không? Do city wide. Ví dụ đêm đó em nhậu em xỉn ngủ ngoài xe, có tưởng đi đâu với bà nào khác thấy bà. Không, chỉ nói cho em nghe là cái này cũng như là có thể một cái duyên. Tại vì nhiều khi á, một cặp hai người single gặp nhau, hai người cùng xin lipate hết, hai người cùng biết, single hết. Biết đâu chuyện này gặp được, đúng cái sao? Gặp được, biết đâu là sau đó lại liên hệ với nhau rồi có thể là làm thêm một người, một cặp tình nhân. Rồi sang năm coi tôi chưa tôi chắc tiếp thì sẽ có một tiệc cưới. Có bầu. Bây giờ nói chuyện vui cho vị là bây giờ này nè, thứ sáu ngày 17 tháng 2 là vào lúc 9:30 tối ở Diamond Club. Đặc biệt có một cô ca sĩ là cô Thu Ngọc ở Dallas qua, cô này đã được giải gọi là chung kết ở trong cuộc thi hát Houston này và cô này cô hát rất là hay và đẹp. Thì cô này đã hát ở trước nhà thờ rất là nhiều người thích lắm. Cô ra mấy cái CD rồi. Thì hôm đó sẽ có một ca sĩ là cô Thu Ngọc sẽ đến từ Dallas. Và cô hát nhạc Pháp, nhạc Mỹ. Và cô cũng trình bày nhạc của Nguyễn Chín. Sau đó cô cũng trình bày những bài nhạc Pháp Mỹ rất là hot, rất là hay. Nhưng mà phần 2 là phần dạo vũ. Sau break time này, phần dạo vũ. Với ban nhạc đặc biệt là CBC. Bài CBC đó bây giờ ít chơi lắm. Tại vì bây giờ trong tháng 2 này là không có cái show nào của CBC hết. Cho nên là tháng 2 này CBC sẽ chơi đặc biệt trong cái đại hội Citywide của Hồng Vân. Và quý vị đã yêu mến ban nhạc CBC, thích thì ban nhạc CBC chơi lại những bản nhạc ngày xưa từ thời 60-70 rất là hay. Vì thế quý vị yêu thích dòng nhạc 60-70, quý vị thích ban nhạc CBC, Tùng Linh, Bích Loan, Bích Liên, Quang Minh, hãy đến với đại hội Citywide, quý vị có thể cùng nghe, cùng chơi và cùng hát với CPC nữa. Bởi vì phần 2 chúng tôi sẽ để quý vị hát xen kẽ với CPC. Đặc biệt là quý vị muốn hát, quý vị cứ biên sẵn cái tên và bài hát ở trong nhà để chúng tôi bỏ vào đó rồi bắt thăm chúng ai thì người ấy hát luôn. Em chỉ hỏi là cái vé 10 đồng, 10 đồng là coi như là mình góp để mình trả tiền. Vâng, đúng rồi, 10 đồng. Thôi chứ đâu có phải lời đâu. Đúng. Tại vì trong cái club này là ban nhạc CCC chơi không là bao nhiêu tiền, chỉ để góp vào để mà trả tiền ban nhạc mình chơi với nhau và mướn chỗ mà chơi. Cái chỗ mình mướn thôi. Thì sự thật là vậy. Thiệt là già vũ mà đi một vui một đêm vui vẻ đó có 10 đồng bạc. Có ca sĩ là có hát có đủ thứ hết. Chơi mà là còn được tặng giải. Ông Vân nghĩ rằng 10 đồng là một cái một đêm nhạc mà cuối tuần mình đi chơi, mình bỏ 10 đồng ra để mình gặp gỡ, mình quen gặp nhạc, mình có thể quen biết những người bạn mới và mình chơi với nhau cho vui xả láng, có thể nói là cuối tuần. Rồi bây giờ còn những một vài phút cuối cùng là chị muốn nói gì chị nói rồi mình chia tay rồi mình hẹn bà con là ngày 17 tháng 2. Vâng, Hồng Vân trước nhất là Hồng Vân cảm ơn đài BYN, ban giám đốc của đài, cảm ơn Trịnh Du đã chịu khó bỏ thì giờ đến đây để nói chuyện giới thiệu chương trình của Hồng Vân. Hồng Vân mong rằng là cái đại hội Citywide đây là một đại hội chung cho tất cả những người yêu đời. Tình yêu là cái gì? Cái đề tài rất là bao la. Người ta yêu hay là người ta đau khổ về tình yêu hay là vui sướng về tình yêu cũng là một đề tài. Mình gặp nhau để mình có thể nói rằng là hôm đó chúng ta có thể gặp nhau để chia sẻ những cái tình cảm của chúng mình và mình chơi với nhau. Hồng Vân mong rằng là cái buổi này là buổi rất lạ. Hồng Vân nghĩ rằng đây là món ăn. Mỗi lần tổ chức show Hồng Vân nghĩ là đó là món ăn tinh thần. Vâng, và Hồng Vân nghĩ rằng đó là món ăn quý vị sẽ rất thích. Hy vọng rằng quý vị sẽ đến chơi rất là đông. Tối thứ 6 ngày 17 tháng 2 tại New Diamond Club, đường Willcrest. Và nếu quý vị có đi đông khoảng 10 người, quý vị gọi cho Hồng Vân ở số điện thoại 713-210-9896 trên màn ảnh để Hồng Vân có thể sắp xếp để giữ bàn để quý vị có thể ngồi chung với nhau cho nó vui. Tuy nhiên, quý vị có thể đến tại cửa mà mua vé thì cái vé 10 đồng nó vẫn là 10 đồng, không có thể thêm 5 đồng như những cái show nào khác cả. Quý vị nếu không có thì giờ thì quý vị có thể nói là muốn giữ bàn thì gọi Hồng Vân, còn có thể đến chơi. Hồng Vân mong rằng là mình, Hồng Vân rất mong là gặp lại những cái người bạn Trương Vương hoặc là những người bạn cũ đã quen biết Hồng Vân từ lâu ở Houston. Nhân dịp này Hồng Vân mong rằng gặp lại tất cả, bởi vì không có dịp nào bằng cái dịp tối thứ 6 ngày 17 tháng 2. Cũng hay, đó là cũng là nhân cái tuần lễ của lễ tình yêu, lễ tình yêu, nhân tuần lễ Valentine. Mà thiệt thì người Mỹ người ta cũng để tới cuối tuần đó người ta cũng vui chơi nhiều hơn. Chứ ngày thứ ba nó kẹt, mà tuần trước đó một tuần thì thấy nó giống như tuần này đó. Người ta có thể chơi tuần trước hoặc tuần này, cái là ai thích thì thích, nhưng mà tại vì Hồng Vân không có thì giờ nhiều cho nên chỉ có thể mới qua hay những cái thể tổ chức cái tuần này để nhưng có mà thì giờ. mình còn một phút nữa, em thấy Việt Nam, người Việt Nam, xã hội Việt Nam bây giờ nó xài những cái từ từ dịch ra vui lắm. Valentine là gì? Va là va chạm, lăng là ôm nhau lăn lộn, thai xong xuôi thì có thai.
Ủa bây giờ mới nghe thấy thế nha, hay quá. Valentine, va là va chạm với nhau, đàn ông là bà va chạm với nhau, lăn là ôm nhau lăn lộn. Sau khi va chạm lăn lộn nhau á, thì có thai luôn, hay quá. Thì có đâu ra cho tình yêu. Mà em thích, em nói thật em rất là chê những người ở bên đó mà nói kiểu tiếng Việt sau này hay này nọ đó. Kể cả những tiếng thể thao mà Trình Du làm hàng tuần đó, thấy bệnh tiếng đặt những cái chữ rất kỳ lắm. Nhưng mà xin cái giải nghĩa cho Valentine hay chứ. Mà trong thời điểm của Việt Nam đàng hoàng nghe. Va là lăn thai là gì? Va là va chạm, lăn là lăn lộn với nhau. Va chạm lăn lộn rồi thì mang thai luôn. Hay là đầu tiên mới nghe nhưng mà hay đó. Cảm ơn quý vị đang vừa đã theo dõi chương trình hội thoại ngày hôm nay với nghệ sĩ Hồng Vân. Chị Hồng Vân đi đến đâu là mùa xuân đi đến đó. Và tình yêu sẽ chớm nở lại chúng ta, đúng. Phải chớm nở lại. Và nếu mà đang nở rồi thì không gia tàn. Vâng, thưa quý vị cứ độc thân tại chỗ ngày hôm đó. Thì ngày hôm đó quý vị tới vui chơi. Nếu mà có đôi có cặp thì tới ngày hôm đó trong vòng 4 tiếng đồng hồ thôi là chúng tôi là available single. Vâng. Đó, vậy thôi. Vậy. Rồi xong bữa đó phần ai về nhà. Vâng. Sau đó. Biết đâu quý vị những người độc thân nên đi, bởi vì chúng ta có thể tìm đến những người bạn đời không chừng. Bởi vì trong đây chúng ta có thể cho tình yêu và chúng ta cho những người cần tình yêu. Hoặc là chia tình yêu cho những người nào đang muốn tình yêu. Cho nên Hồng Vân nghĩ rằng là đây là một buổi tối chung vui, rất là vui. Và được nghe lại những tình khúc của Nguyễn Anh Chín qua những tiếng hát rất đặc biệt. Vâng. Hồng Vân cảm ơn ban giám đốc của đài BYN 57.3 đã cho Hồng Vân một buổi đến đây để có dịp để nói chuyện, để mời tất cả những người mà quen biết Hồng Vân từ bao nhiêu năm nay có thể gặp lại Hồng Vân trong buổi tối thứ sáu ngày 17 tháng 2 tại New Diamond Club đường Willcrest. Và Hồng Vân cảm ơn chị Du đã bỏ thì giờ quá nhiều chạy từ trường học chạy về đây. Hồng Vân ngày, hy vọng ngày hôm nay em đi từ 8 giờ rưỡi sáng tới giờ chưa về nhà. Hy vọng rằng tối thứ sáu sẽ gặp Trịnh Du đi một mình nhé. Sáng sáng em sẽ đi một, em đâu có hai mình đâu mà đi. Đi một mình mà hy vọng là tầm tương lai sẽ có hai mình. Em sợ không những một cô mà hai ba cô em dẫn về không chỗ. Vâng, xin Trịnh Du nói chuyện bậy quá. Trịnh Du cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hẹn quý vị vào 9:30 tối thứ sáu 17 tháng 2. Trịnh Du và chị Hồng Vân xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị.